Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Khuya 21 tháng 11, Công an quận 8 và các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ án mạng 3 người tử vong trong một căn nhà tại hẻm 260 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh từ camera nhà dân ghi lại vào lúc 16 giờ 35 phút ngày 21 tháng 11. Một nam thanh niên khoảng 30 tuổi điều khiển xe máy hiệu Nuvo, mặc trang phục, đội nón bảo hiểm của một hãng xe ôm công nghệ. Khi đến trước hẻm 260 Lưu Hữu Phước, người này dừng lại chốc lát rồi tiếp tục phóng xe vào trong hẻm. Cũng theo hình ảnh từ camera an ninh nhà dân ghi lại cho thấy, nam thanh niên chở trên xe một can xăng 20 lít, bên trong có chứa chất lỏng màu xanh nhạt như xăng. Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, vụ án xảy ra vào lúc 16 giờ 45 phút, tức 10 phút sau khi nghi phạm xuất hiện trước hẻm 260 Lưu Hữu Phước. Người này sau đó tiếp cận căn nhà bà Dê, tên viết tắt nạn nhân, rồi kêu cửa. Sau khi bà Dê ra mở cửa thì nghi can tấn công bằng hung khí, khiến bà Dê tử vong. Chưa dừng lại, người này tiếp tục đổ xăng phóng hỏa căn nhà bà Dê. Hậu quả, hai trẻ em đang ở tầng 1 căn nhà thiệt mạng. Ngay sau đó, nghi phạm đã bị bắt giữ, đưa về trụ sở công an để làm rõ. Trước đó, khi phát hiện vụ cháy xuất phát từ căn nhà nằm trong hẻm 260 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, người dân đã điện báo lực lượng chức năng. Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận 8 đã điều lực lượng đến hiện trường dập lửa. Ngọn lửa sau đó được khống chế. Nhận định có yếu tố án mạng nghiêm trọng, Công an quận 8 đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương khám nghiệm điều tra. Ngày 22 tháng 11, Công an quận 8 phối hợp với các cơ quan chức năng lấy lời khai đối với Nguyễn Văn Nhu, 28 tuổi, quê tỉnh Hà Nam, về hành vi giết người phóng hỏa khiến 3 người tử vong tại căn nhà nằm ở địa chỉ trên. Tại cơ quan công an, bước đầu, Nhu thừa nhận mình là người gây ra vụ án mạng. Các nạn nhân gồm chị LTMG, tên viết tắt, 32 tuổi, cháu NLHP, tên viết tắt, 3 tuổi và cháu TMTK, tên viết tắt, 2 tuổi. Theo lời khai, vào chiều 21 tháng 11, Nhu mặc trang phục của một hãng xe ôm công nghệ rồi điều khiển xe tay ga chở can xăng 20 lít đến nhà chị Dê gọi cửa. Chị Dê vừa mở cửa thì bị Nhu lao vào tấn công bằng hung khí, khiến chị Dê tử vong. Sau đó, Nhu tưới xăng phóng hỏa rồi chạy bộ ra đường vứt áo hung khí và đón xe ôm tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, ông Trịnh Thanh Phong, Phó Chỉ huy, Trưởng ban Chỉ huy quân sự phường 15 quận 8 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ông Phong cùng người dân tổ chức truy đuổi hung thủ từ đường Lưu Hữu Phước qua đường Mễ Cốc đến hẻm số 5 thì phát hiện nghi phạm. Lúc này, ông Phong gọi thêm 3 chiến sĩ dân quân phường hỗ trợ truy bắt. Đến cầu Nguyễn Tri Phương, quận 5 thì tổ truy bắt đã đuổi kịp và quật ngã Nhu xuống đường, nhanh chóng khống chế bàn giao cho công an. Theo một số nhân chứng tại hiện trường cho hay, một bé là con nạn nhân, một bé là cháu. Một phụ nữ khác trong hẻm cũng cho biết, người ta kiểm tra camera lại thấy thanh niên mặc trang phục xe ôm công nghệ chạy vào mà chở theo can xăng. Mẹ của nạn nhân Dê kể lại, thời điểm đó, nghe gọi tên nên con gái chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa thì bị tấn công, may mắn mẹ nạn nhân thoát được. Người này cũng nói thêm, chắc chắn là có mâu thuẫn gì trước vì nghi phạm biết tên nạn nhân để gọi ra. Công an thành phố Hà Nội cho biết, chiều tối ngày 26 tháng 10, tổng đài 114, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra một vụ cháy nhà cấp 4 tại khu vực đường mới Hồng Hà, gần chung cư Hồng Hà, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố, Công an huyện Thanh Trì đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến 18 giờ 9 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Công an Hà Nội cho hay, tại thời điểm xảy ra vụ việc có một tiếng nổ kèm theo ánh sáng xanh phụt ra từ ngôi nhà buôn bán sắt vụn. Theo thông tin người bị thương cung cấp, thời điểm vụ cháy xảy ra, gia đình đang sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy. Sau quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định ba mẹ con đã tử vong trong vụ cháy, gồm bé 4 tuổi và bé học lớp 6. Ngoài ra, vụ hỏa hoạn khiến một người bị thương được đưa đi cấp cứu. Thiệt hại tài sản đang được thống kê, làm rõ. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố phối hợp Công an huyện Thanh Trì và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Đồng thời chỉ đạo Công an huyện Thanh Trì tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp cơ quan, ban ngành địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên người bị nạn cùng gia đình các nạn nhân. Sáng ngày 25 tháng 9, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng trên địa bàn. Thông tin ban đầu, vào hơn 2 giờ sáng cùng ngày, một vụ cháy đã xảy ra tại một căn nhà ở phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Thủ Đức đã điều 8 xe cùng 52 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện dập tắt đám cháy. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể nạn nhân nữ tại tầng trệt. Qua xác minh của công an, người tử vong là bà C, tên viết tắt 61 tuổi, là người giúp việc của chủ nhà. Lực lượng chức năng cho biết, thời điểm xảy ra cháy, hai vợ chồng chủ nhà và con trèo qua nhà hàng xóm để thoát nạn. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ việc rất có thể do nạn nhân tẩm xăng tự thiêu. Tại hiện trường, diện tích căn nhà bị cháy khoảng 50m². Liên quan đến vụ cháy xảy ra rạng sáng ngày 25 tháng 9 tại địa bàn thành phố Thủ Đức, qua khám nghiệm hiện trường, lời khai những người liên quan, công an đã xác định nguyên nhân người phụ nữ tử vong trong nhà cháy lúc rạng sáng. Cụ thể, công an thành phố Thủ Đức hiện đang phối hợp cùng công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại một căn nhà ở phường Hiệp Bình Chánh xảy ra vào rạng sáng ngày 25 tháng 9. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, người thiệt mạng là bà C, tên viết tắt 61 tuổi, là người giúp việc của chủ nhà. Nguyên nhân bước đầu được công an xác định là do bà C tự thiêu rồi gây ra hỏa hoạn. Một nguồn tin cho biết, bà C đã làm giúp việc cho chủ nhà khoảng 15 năm nay, có thể do bà C nghe tin chủ nhà sắp cho bà thôi việc nên mới đốt nhà. Trước đó, vào hơn 2 giờ sáng cùng ngày, một vụ cháy đã xảy ra tại một căn nhà 4 tầng ở phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức đã điều 8 xe cùng 52 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai lực lượng phương tiện dập tắt đám cháy. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể bà C tại tầng trệt, riêng hai vợ chồng chủ nhà đã cùng con trèo qua nhà hàng xóm để thoát nạn. Sáng 11 tháng 10, công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến hai cháu bé tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 11 tháng 10, ngôi nhà trên đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng bốc cháy. Nhận tin báo, công an phường Tam Thuận và lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Thanh Khê triển khai lực lượng đến hiện trường. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã đưa được 3 người ra ngoài và phát hiện hai nạn nhân mắc kẹt trên tầng 3 đã tử vong. Hai nạn nhân tử vong này là trẻ em, một em sinh năm 2009 và một em sinh năm 2011. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.